Có cha mẹ thì mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình làm con. Bạn luôn muốn tìm một món quà nào đó để dành tặng cho cha mẹ nhưng vẫn chưa biết lựa chọn gì, thì ngày hôm nay Bảo Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn để gửi đến Đấng Sinh Thành một món quà chăm sóc sức khỏe ý nghĩa, hạnh phúc và an yên tận hưởng tuổi già. Đó chính là chiếc ghế massage OBK3 của thương hiệu One Boss này đây. Và vì sao chúng ta nên lựa chọn chiếc ghế này làm quà tặng cho cha mẹ thì ngay bây giờ hãy cùng nhau khám phá nhé. Chiếc ghế OBK3 này được thiết kế với các tính năng và kiểu dáng rất phù hợp với những người trung và cao tuổi, đang được rất nhiều các anh chị lựa chọn làm quà tặng cho cha mẹ. Đầu tiên phải kể đến công năng đặc biệt của chiếc ghế này, đó chính là con lăn massage 4D được trang bị trục SL chạy từ cổ xuống mông, dài đến 135 cm, dài nhất trong các loại ghế massage trên thị trường hiện nay, với góc mở 115 độ cho khả năng massage đa điểm chính xác và không bỏ qua bất kỳ một huyệt đạo nào. Ngoài ra còn có tới 9 phương pháp massage như đấm, bóp, xay, vỗ, xoa, ấn, bấm huyệt, massage kiểu Thái, rất phù hợp cho những người bệnh xương khớp hay đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Công nghệ Zero Gravity giúp giảm áp lực lên cột sống, làm chậm quá trình thoái hóa khớp và hỗ trợ phục hồi các chứng đau nhức. Nhiệt hồng ngoại giúp lưu thông tuần hoàn máu, ổn định huyết áp, tim mạch, giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn. Hệ thống túi khí được trang bị toàn thân, túi khí kép hai bên vai, túi khí đơn hai bên bắp tay, túi khí kép ở bắp chân và lòng bàn chân bên dưới, có tác dụng hỗ trợ ôm trọn các phần của cơ thể hay bị đau nhức và chăm sóc trực tiếp cho những khu vực này, làm tăng hiệu quả massage tối đa. Chất liệu da PU cao cấp, chống nổ, sang, sáng, đẹp, mịn, rất dễ dàng vệ sinh, giúp giữ cho chiếc ghế của chúng ta luôn đẹp, thẩm mỹ và bền bỉ với thời gian. Bên cạnh đó thì chiếc ghế massage K3 này còn được trang bị hệ thống loa Bluetooth tích hợp tự động. Cha mẹ của chúng ta vừa có thể thư giãn massage, lại vừa được nghe nhạc thì còn gì thú vị hơn phải không nào? Thật sự rất là thích, rất là thoải mái luôn mọi người ạ. Massage toàn thân, kéo giãn cột sống, wow, còn thích hơn cả đi spa ở ngoài nữa kìa. Ngân đã trải nghiệm và hoàn toàn bị khuất phục trước chiếc ghế massage One Boss OBK3 này rồi. Mình còn trẻ, ngồi lên đã thấy thích lắm rồi, thì huống chi là những người nhiều tuổi. Ngân thấy đây chính là một món quà sức khỏe vô cùng ý nghĩa để gửi tặng đến cha mẹ và người thân. Hãy comment hoặc inbox để được tư vấn cụ thể nhất. Giao hàng và lắp đặt miễn phí toàn quốc, bảo hành lên đến 5 năm, bảo trì trọn đời, đổi trả trong vòng 7 ngày. Chúc các bạn mua được sản phẩm ưng ý.